Thưa quý vị, nhằm tạo môi trường học tập lành mạnh, thân thiện cho học sinh, thời gian qua nhiều trường học trên địa bàn huyện Long Điền đã tăng cường tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường với hình thức nội dung phong phú, qua đó giúp hạn chế đến mức thấp tình trạng bạo lực học đường xảy ra trong trường học. Phòng chống bạo lực học đường, thời gian qua, trường trung học cơ sở Mạc Đỉnh Chi, xã Tam Phước, huyện Long Điền đã tổ chức cho phụ huynh và học sinh ký cam kết không vi phạm quy định về bạo lực học đường, tổ chức tuyên truyền tại các buổi chào cờ đầu tuần cho học sinh thi vẽ tranh tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường. Từ đầu năm học 2023-2024 đến nay, nhà trường còn tổ chức sân chơi tìm hiểu kiến thức phòng chống bạo lực học đường, qua đó giúp các em chủ động tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân, giải pháp phòng chống bạo lực học đường. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từ năm học 2022-2023 đến nay, trường trung học cơ sở Mạc Đỉnh Chi không xảy ra tình trạng học sinh đánh nhau vi phạm pháp luật. Thông qua cuộc thi phòng chống bạo lực học đường thì giúp cho con hiểu hơn, biết nhiều hơn về bạo lực học đường, giúp cho con học được cách phòng chống bạo lực học đường, rồi những tác hại của bạo lực học đường. Và con cũng mong rằng trường con sẽ không xảy ra những cái vấn đề về bạo lực học đường. Thì nhà trường muốn tổ chức nhiều cái sân chơi liên quan tới cái lĩnh vực bạo lực học đường, mục đích để giúp giáo dục lại cho học sinh biết được những cái kiến thức như thế nào gọi là bạo lực học đường, và đồng thời rèn luyện những kỹ năng khi mà học sinh bị bạo lực học đường, để từ đó học sinh biết cách mà cách phòng chống để tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng. Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường là một hình thức tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường đang được liên đội trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Định, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền thực hiện có hiệu quả. Tại diễn đàn, học sinh được tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường thông qua các vở kịch, tiểu phẩm. Các em còn được tìm hiểu các nghị định, quy định về phòng chống bạo lực học đường thông qua các clip, câu hỏi trắc nghiệm, xử lý tình huống liên quan đến bạo lực học đường. Chính con là một liên đội phó thì con cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn là việc bạo lực học đường không chỉ men lại tính chất tiêu cực mà thậm chí là những vấn đề không được chấp nhận trong xã hội, và nó sẽ gây những ảnh hưởng tiêu cực đến cho người bị bạo lực và đến nỗi những người bạo lực. Về trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Định, chúng con nói không với bạo lực học đường. Thông qua những cái câu hỏi, tình huống và các clip được đưa ra thì con rút được rất là nhiều bài học cho mình, và từ đó con nghĩ là con có thể sẽ áp dụng được cho mình và tuyên truyền cho các bạn khác, và các bạn cũng sẽ cùng nhau nói không với bạo lực học đường. Định kỳ mỗi tháng, trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền tổ chức sân khấu hóa tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường. Những nghị định, quy định về phòng chống bạo lực học đường tưởng chừng khô khan, cứng nhắc, nhưng thông qua các vở kịch, tiểu phẩm biểu diễn trên sân khấu lại trở nên sinh động, hấp dẫn, giúp học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu, từ đó ý thức hơn, cùng chung tay hành động để phòng chống bạo lực học đường xảy ra ngay chính ngôi trường, lớp học của mình. Con không chỉ tham gia vào diễn kịch mà con còn sẽ thường xuyên tuyên truyền về cái vấn đề nạn bạo lực học đường này nhiều hơn trên mạng xã hội, và con sẽ cùng các bạn tuyên truyền về vấn đề này hơn, và con mong là trường con cũng sẽ không bị những vấn đề mà như vở kịch hồi nãy con vừa diễn, bởi vì con và giáo viên của trường thì các bạn ở đây đều rất là dễ thương, vui tính và nói không với lại nạn bạo lực học đường. Huyện Long Điền hiện có 11 trường trung học cơ sở, nỗ lực không ngừng trong công tác tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường, nên từ năm học 2022-2023 đến nay, các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng bạo lực học đường, góp phần xây dựng được môi trường giáo dục lành mạnh.